Cầu thủ Việt Nam nào xuất hiện đầu tiên trong FIFA với quốc tịch Việt Nam theo dạng bản quyền chính thức? Câu này khó vãi nồi. Câu này tôi mạnh dạn đoán đấy là Xuân Trưởng. Bản quyền chính thức nha. Lê Công Vinh. Tôi cũng sai nha, tôi cũng sai. Câu này khó quá rồi, Công Vinh FIFA 2009. Rồi. Ok, chúng ta tiếp tục. Câu này mà trả lời sai thì thôi, ông nào trả lời sai câu này xứng đáng bị loại. Thật là ai nói.